Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bùm xùm tên gọi khác là trà Phúc Kiến nhà mình nha. Cây này một cốt phong thiên nhiên, cây sống khỏe sinh tươi tốt nha. Cây này có mã là 355, có hoành là 25, cao là 65. Đang nằm bầu đất là 40 nha, bà con nuôi. Cây này nhà vườn giao lưu nhanh với nhà mình luôn, xã vườn luôn, 400k bao ship nha. Bùm xùm trà Phúc Kiến nhà mình. Mình xem tham khảo ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Rồi mã số 355, giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 400k bao ship nha, xã vườn nhà mình, bùm xùm trà Phúc Kiến nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.